Xin mến chào cô bác và anh chị đã quay trở lại với kênh của em. Hôm nay thì lại tiếp tục những video chia sẻ về những cái cây thuốc của dân gian. Hôm nay em sẽ chia sẻ đến cô bác và anh chị một cái loại cây vô cùng quen thuộc. Cô bác và anh chị nhận ra đây là cây gì rồi chứ ạ? Đây là một cái loại cây mà người ta trồng làm cảnh trong phong thủy rất là nhiều. Phong thủy thì cái loại cây này rất là tốt để thu hút tài lộc. Đây là cây lưỡi hổ nha cô bác và anh chị Trong đông y thì cây lưỡi hổ là dược liệu mà lành tính và được sử dụng rộng rãi Hôm nay thì em sẽ chia sẻ đến cô bác và anh chị những cái công dụng rất là tuyệt vời của cái loại cây này nhé Nếu cô bác anh chị nào mà quan tâm hoặc là mình chưa biết thì mình có thể theo dõi kỹ cái video này Bây giờ thì để em lấy vài lá vào để làm thuốc rồi đây cô bác và anh chị ơi, em đã lấy mấy cái lá vào để mình làm thuốc rồi đây. Cái lá già thì nó sẽ dài, còn hai cái lá non là cái hai cái lá nhỏ mà em cũng lấy vào để làm thuốc đây. À, với cái lá à, lưỡi hổ này thì à, mình sẽ dùng à, cái lá làm là bộ phận làm thuốc nhé và mình dùng ở cái dạng tươi nên mình không cần phải là sơ chế hay chế biến gì cả. Trong đông y thì cây lưỡi hổ có vị chua tính mát và được quy vào kinh phế. Theo y học cổ truyền thì cây lưỡi hổ có tác dụng giải độc thanh nhiệt, trừ thối mục sinh cơ. Với những cái tác dụng ấy thì cây này được xem như là vị thuốc quý, được chỉ định điều trị cho các cái bệnh sau. Bệnh đầu tiên đó là viêm họng, ho và ho khàn. Cái bệnh thứ hai đó là viêm tai gây chảy mũ thì mình cũng có thể sử dụng, sử dụng cái cây lưỡi hổ này nhé. Cái bệnh thứ ba đó là bỏng do lửa, bỏng nước sôi thì mình cũng có thể sử dụng cây nước ở lưỡi hổ, viêm da, sâu răng, hôi miệng, các cái chứng chảy máu chân răng, hen suyễn, bệnh tiêu hóa, chứng ợ hơi khó tiêu bệnh sỏi thận và viêm lết dạ dày là những cái bệnh mà mình có thể sử dụng cái cây lưỡi hổ để điều điều trị với cái liều lượng và cách dùng thì cây lưỡi hổ mình được sử dụng ở nhiều cách khác nhau nhưng mà chủ yếu là mình ép để lấy cái nước hoặc là mình có thể là giã nó ra để mình lấy nước rồi sau đó mình uống hoặc là mình nhỏ vào tai tùy từng bệnh nhé với cái liều dùng là từ 6 đến 12 gram một ngày và tiếp theo đây thì em sẽ chia sẻ đến anh chị và cô bác những cái bài thuốc từ cái cây lưỡi hổ này nhé. Cái bài thuốc đầu tiên đó là cây lưỡi hổ nó chữa viêm họng, ho và khàn tiếng. Thì mình sẽ dùng từ 6 đến 12 g. Mình sẽ dùng từ 6 đến 12 g cái cây lưỡi hổ và đem rửa sạch bằng nước lạnh hoặc là nước muối pha loãng. Sau đó thì thái lại từng đoạn nhỏ và mình thêm một ít muối hạt để mình nhai rồi mình nút từ từ xuống mình thực hiện mỗi ngày từ 1 đến 2 lần cho đến khi bệnh của mình thuyên giảm và khỏi nhé. Cái bài thuốc thứ hai đó là bài thuốc cây lưỡi hổ chữa viêm tai giữa có chảy mủ. Và cái bài thuốc cái bài cái, cái cái bệnh này thì đa số là ở các cái trẻ em thì mình sẽ dùng một ít cái lá cây lưỡi hổ và mình để làm sạch, mình đem hơ trên cái ngọn lửa cho nó héo đi rồi sau đó thì mình cũng giã nát và mình lọc lấy cái phần nước và mình dùng cái phần nước đó mình nhỏ vào tai cái chỗ mà à, bị viêm á. mình thực hiện à, 3 đến 4 lần một ngày và mình sử dụng à, mỗi lần là từ 4 đến 5 giọt mình sử dụng cho tới khi mà cái bệnh tình nó thuyên giảm và nó khỏi thì thôi nhé cái bài thuốc à, tiếp theo nữa đó là bài thuốc mà trị bỏng thì mình sẽ dùng 2 đến 3 lá lưỡi hổ mình còn tươi mình đem mình rửa sạch sau đó thì mình cắt và mình lấy cái phần dịch cái phần gheo á cái phần gheo bên trong cái cái lá này thì nó sẽ có cái gheo mà nhớt nhớt á mình sẽ lấy cái phần gheo đó mình thoa lên cái vùng mà da bị bỏng thì mình thực hiện đều đặn mỗi ngày hai lần vào buổi sáng và buổi tối thì cho đến khi mà bệnh nó khỏi nhé thêm một cái bài thuốc nữa đó là bài thuốc chữa viêm da thì các anh chị và cô bác mình sẽ dùng 2 đến 3 lá cây lưỡi hổ tươi mình đem mình rửa sạch sau đó thì mình cắt thành từng đoạn nhỏ và đem giã nát hoặc là mình xay cũng được mình xay mình xay sinh tố ra rồi mình lọc lấy cái phần phần nước đó để mình sử dụng mỗi ngày thì mình lấy một ít mình thoa lên cái vị trí mà bị viêm á bị viêm da á. thì mình mỗi ngày mình thực hiện khoảng 2 lần và trước khi thoa thì mình nên vệ sinh vùng da bằng nước muối pha loãng hoặc là nước ấm để nó sạch sẽ nhé thì nó có hiệu quả tốt nhất. Thêm một cái bài thuốc từ cây lưỡi hổ để chữa cái bệnh viêm loét dạ dày rất là hiệu quả nữa. Cái cây lưỡi hổ này mình xay ra hoặc mình giã ra rồi mình lấy nước đó mình uống. Mình uống kiên trì khoảng 1 tháng và mỗi ngày từ 6 đến 12 gram Và tiếp theo nữa là một cái bài thuốc cây lưỡi hổ điều trị cái bệnh sỏi thận. Đây là một cái bài thuốc cũng rất là hay. Mình sẽ dùng một uh, lượng cây lá, lưỡi hổ vừa đủ là từ 6 đến 12 gram. Sau đó thì uh, mình sẽ đem rửa sạch, mình cắt thành từng đoạn nhỏ rồi mình ép lấy cái nước rồi mình cũng uống và uh, uống mỗi ngày như vậy thì nó sẽ làm cho cái uh, thận của mình phải uống đủ lượng nước nha. Nó sẽ tống được những cái viên sỏi ừ, nhỏ đó ừ. ra khỏi cơ thể. Và tiếp theo nữa đó là uh, bài thuốc từ cái cây lưỡi hổ điều trị các cái bệnh về tiêu hóa ở hơi khó tiêu thì mình cũng dùng hai ba lá cây lưỡi hổ mình đem rửa sạch rồi mình cũng cho vào máy ép mình dùng à, 2 đến 3 lần một tuần mình ép mình lấy cái nước đó mình uống thì nó sẽ thuyên giảm những cái chứng à, về cái đường tiêu hóa còn cái bài thuốc làm dịu các cái cơn hen xuyễn thì cô bác và anh chị mình cũng sử dụng cái lá lưỡi hổ còn tươi đem rửa sạch rồi mình lấy cái phần dịch bên trong mình hòa với một ít nước nóng nữa mình uống và thêm một cái bài thuốc nữa à, điều trị cái bệnh mà hôi miệng sâu răng giảm cái tình trạng chảy máu chân răng thì anh chị và cô bác mình có thể à, mang cái à, lưỡi lá lưỡi hổ hai ba lá mình rửa sạch rồi mình loại mình cắt thành từng đoạn nhỏ cũng giả nát lọc lấy nước rồi xúc miệng đều đặn mỗi buổi sáng và tối mình xúc một ngày hai lần mình cũng lấy cái nước đó thay vì mấy cái bệnh kia thì mình uống vào còn cái này thì mình lại xúc miệng thì nó cũng à, điều trị được cái bệnh mà hôi miệng sâu răng và cái tình trạng chảy máu chân răng của mình cũng được cải thiện đáng kể khi mà mình à, kiên trì mình điều trị hàng ngày và bây giờ thì à, à, em đã chia sẻ xong một số cái bài thuốc và công dụng rồi thì bây giờ em sẽ làm trực tiếp để anh chị và cô bác mình à, theo dõi nhé đây là cái bài thuốc mà hôm nay em hơi khó chịu cái phần cổ họng À, em sẽ làm cái nước này để uống. Nó là cái bài thuốc mà chị viêm họng á, viêm họng rồi ho, ho có đờm á thì mình sẽ chuẩn bị cho em là từ 6 đến 12 gram cái lá lưỡi hổ, khoảng hai cái lá nhỏ là vừa còn lá lớn thì chắc chỉ có cần một lá thôi. Các anh chị và cô bác mình cho vào một chút xíu muối nữa. Sau khi cho vào một chút xíu muối thì anh chị cô bác mình dã nhĩn nhé. Mình cũng có thể bỏ vào mình xay rồi mình cho thêm một chút nước lọc mình lọc lấy cái phần nước cốt và mình bỏ cái phần bã đi mình uh, uống từ từ đây em đã làm xong rồi đây cái nước này thì nó cũng khá là dễ uống Nó không có cái vị gì hơi hơi chua chua, hơi hơi nhất nhất một chút xíu Nhưng mà nó dễ là khá là dễ uống Các anh chị mình cho vào miệng này, mình uống Mình uống theo kiểu là mình uống mà Uống rồi mình nuốt từ từ xuống để cho cái nước của cái lá này nó từ từ thôi Mình đừng có uống nhanh Rồi mình kết hợp như vậy, một ngày mình uống khoảng 2 lần Thì cái bệnh mà mình bị viêm họng á, ho nó cũng cải thiện rất là đáng kể. Mình dùng kiên trì khoảng 3 đến 4 ngày thì nó sẽ giảm cái triệu chứng. Video chia sẻ của em về cái cây lưỡi hổ đến đây cũng kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác và anh chị ở các video tiếp theo. Cảm ơn cô bác và anh chị đã theo dõi và luôn ủng hộ kênh nhé. À, có những ý kiến đóng góp thì xin mời cô bác và anh chị comment ở phía dưới để mình trao đổi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.